Truyện Quan Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bể Màu Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 171, chương 1426, thuốc không thể dùng bậy. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cũng bày ra biểu cảm bất khả tư nghị. Nhưng mà người nổi tiếng Diệu Thị Phi, người bạn hữu tốt của ta, hiện giờ cũng rất buồn rầu. Đội trưởng ho khan một tiếng, thở dài. Giá giải nạn đan của vị đại sư đó quá thấp, ảnh hưởng tới sinh ý của người khác. Lúc trước bởi vì danh tiếng của hắn trong Nghịch Nguyệt Điện rất cao, cho nên những người kia dù là đáy lòng không vui cũng không tiện nhiều lời. Nhưng đại sư đã có một đoạn thời gian không thả đan dược ra, vì vậy những hạng người có lợi ích bị hao tổn kia liền bắt được cơ hội. Bây giờ đã xuất hiện những đồn đại không tốt, còn có một chút người đã từng là đan đạo đại sư cũng đều nhảy ra. Có người tán dương, có người hạ thấp, có người nói đây là phỏng chế phẩm, tồn tại tai họa ngầm cực lớn, không bằng giải nạn đan chân chính. Còn có người nói đại sư lâu như thế chưa từng treo đan ra, cũng là bởi vì không phải là bản thân luyện chế, mà là đồ thu được bất chính, bây giờ đã không còn nữa. Càng có người đồn đại nói đại sư này nhất định có thân phận trong Hồng Nguyệt Thần Điện, cái này có thể là một loại đan dược ẩn giấu độc của Hồng Nguyệt Thần Điện. Rất nhiều cách nói. Đội trưởng thổn thức, trong lòng Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm cũng có gợn sóng. Lý Hữu Phỉ trầm mặc. Hữu Thanh bên đó than nhẹ một tiếng. Hắn đã một đoạn thời gian không đi Nghịch Nguyệt Điện rồi, những chuyện đội trưởng nói này hắn không biết được nhiều lắm, nhất là về việc người bên ngoài phỉ báng phía sau, hắn càng là không biết. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lời nói của người ngoài ngược lại cũng không cần để ở trong lòng. Hữu Thanh dè dọc mở miệng. Không sai, ta cũng khuyên hảo hữu của mình như vậy, cũng chính là dưới lời khuyên của ta, tâm tình của họ đã tốt, không có bị ngoại giới ảnh hưởng. Đội trưởng ngẩng đầu tràn đầy cảm khái. Hữu Thanh lại liếc mắt nhìn đội trưởng, nhẹ gật đầu. Đội trưởng đắc ý đang muốn tiếp tục, nhưng vào lúc này anh Vũ trên đầu gối thế tử xa xa bỗng mở mắt ra, ngạo nghễ quét về phía Hứa Thanh bọn họ, hét lên một tiếng. Một đám người các ngươi đang đàm luận cái gì đó, không làm gì hả? Ngu gì gì đó, nóng quá rồi, sao còn chưa quạt cho gia gia? Đội trưởng trừng mắt, nhưng chú ý tới lúc này thế tử cũng kết thúc tu hành, vì vậy đáy lòng thở dài, trên mặt lộ ra đình đọt, vội vàng chạy tới. Anh Vũ khinh miệt, tiếp tục khiển trách những người khác, cho dù thân phận đó nó cũng không bỏ qua. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu còn có Lý Hữu Phỉ nghe vậy nhanh chóng hoạt động. Đây là chuyện hàng ngày của mọi người ở bên trong mặt trời. Hứa Thanh nhìn những thứ này đáy lòng cảm khái, hắn cảm thấy anh Vũ này về sau sợ là sẽ không có quả ngon để ăn. Sự thật cũng đúng là như thế. Mấy ngày sau, trong một lần thế tử nghỉ ngơi, đội trưởng dẫn Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu đi tới bên cạnh Hứa Thanh. Vừa mới tới đây, đội trưởng liền nghiến răng mở miệng. Đại Kim Kiếm, con anh Vũ kia của nhà ngươi phải chỉnh đốn thật tốt lại một chút, anh Vũ này quá đáng ghét. Ninh Viêm nghe vậy liên tục gật đầu, trong mắt lộ ra sắc ý. Những ngày này ác cảm của gã đối với anh Vũ kiêu ngạo đã tăng vọt. Lý Hữu Phỉ cúi đầu không nói chuyện. Lão biết rõ việc này mình không tiện mở miệng, nhưng mà đáy lòng vô cùng tán đồng. Mắt thấy như thế, Ngô Kiếm Vu trầm mặt một lát, thở sâu, thần sắc lộ ra vẻ rất là tiếc hận, thấp giọng ngâm thơ. Nghiệt tử trời ghét, phụ tâm bị, ta không nhìn thấy thương ai ai. Y cũng rất phiền việc nghiệt tử kia. Mấy ngày này anh Vũ quá càn rỡ, kêu hét với cả y, không có chút hiếu thuận nào đáng nói. Ngô Kiếm Vu cảm thấy cứ như vậy tiếp nữa, có lẽ sẽ có một ngày nghiệt tử này sẽ kêu mình đi gọi ba ba. Vì vậy mọi người bắt đầu thương nghị, nhưng vô luận như thế nào, có thế tử ở đó, anh Vũ kia một tấc cũng không rời, khó có thể trừng trị. Nhưng mà trong kế hoạch của đội trưởng, bọn họ quyết định sẽ đặt ngày động thủ sau khi đến Khổ Sinh Sơn Mạch. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lúc còn cách Khổ Sinh Sơn Mạch có nửa tháng đường, dưới đội trưởng Ninh Đọt cùng xin chỉ thị, thế tử đồng ý điều chỉnh lộ tuyến. Vì vậy mặt trời nhân tạo này liền nhoáng cái cải biến phương hướng đi về phía trước, đi tới vùng núi Bạch Vân, cũng chính là chỗ ẩn thân của tu sĩ tu hành thân thể bách độc bất xâm của Nghịch Nguyệt Điện. Vùng núi Bạch Vân nằm ở Thiên Thủy quận, cách Thanh Sa quận khoảng 2 quận, nơi đây cây cối rậm rạp, từ trên trời nhìn lại tràn ngập một mảnh sinh cơ. Hoàn cảnh như vậy liền khiến cho nơi này có đông đảo tông môn cùng tộc quần, lại bởi vì thần tử của Hồng Nguyệt Thần Điện bị thương nặng bế quan, các nơi phản kháng nhiều hơn, cho nên thế lực khắp nơi bên trong vùng núi Bạch Vân này đều có chỗ dị động. Đông dạng, nơi đây cũng là một trong khu vực mà Hồng Nguyệt Thần Điện muốn trấn áp. Lúc đám người Hứa Thanh đến, Hứa Thanh từ xa xa liền cảm nhận được chấn động của Hồng Nguyệt Thần Điện. Đội trưởng cũng có chỗ phát hiện, theo bọn họ một đường ẩn nấp chạy về phía trước, rất nhanh một tòa Hồng Nguyệt Thần Điện thật lớn xuất hiện ở nơi chân trời xa xa. Không giống cùng với trái tim Hứa Thanh thấy lúc trước, Hồng Nguyệt Thần Điện xuất hiện ở nơi này được xây dựng trên một con mắt cực lớn, con mắt kia tràn ngập tơ máu ám sắc, tràn ra lực lượng dò xét, vừa đi về phía trước vừa quét ngang đại địa. Bốn phía trôi nổi rất nhiều thiên thạch, bên trên có không ít tu sĩ, từng người đều tràn ra sát ý.
Những nơi đi qua, bác Phương yên tĩnh. Chỉ tới những thứ này, tốc độ mặt trời ẩn nấp trong hư vô hòa hoãn một chút. Đội trưởng ở bên trong có chút gấp. Thần điện cũng ở nơi này, tung tích của tên xui xẻo kia bị bại lộ rồi. Nói xong, y vội vàng lấy tấm gương ra để đi vào nghịch nguyệt điện. Thân ảnh rất nhanh liền trở về, nhanh chóng mở miệng về phía Hư Thanh. Ta đã liên hệ với tên xui xẻo trong nghịch nguyệt điện kia rồi. Lúc trước người này bất đắc dĩ phát ra nhiệm vụ cầu cứu, hẳn là bị người dụng tâm kín đáo lén lút báo tin cho Hồng Nguyệt Thần Điện, cho nên hiện giờ gã không dám nói cho chúng ta biết vị trí ẩn thân cụ thể của mình. Đội trưởng vừa nói xong, Hư Thanh ngẩng đầu chú ý tới Hồng Nguyệt Thần Điện phương xa, phát hiện thần điện kia đột nhiên cải biến phương hướng, vội vã bay về một phía. Chương 1427, thuốc không thể dùng bậy. Hình như Hồng Nguyệt Thần Điện đã sớm tìm được. Ánh mắt Hư Thanh ngưng tụ, trầm giọng mở miệng. Đội trưởng nghe vậy lập tức điều khiển mặt trời nhanh chóng bay theo. Một đường mật thiết chú ý, bọn họ rất nhanh liền thấy Hồng Nguyệt Thần Điện ngừng lại trên một chỗ sơn cốc. Con mắt huyết sắc cực lớn kia tràn ránh sáng yêu dị, khóa chặt sơn cốc phía dưới. Sau đó một đạo ánh sáng hồng sắc liền bộc phát ra từ trong con mắt này, vô số tơ máu lập lè tạo thành một đạo phù văn ấn ký rơi vào sơn cốc. Đại địa chấn động, núi đá vỡ vụn, sơn cốc lập tức sụp xuống, dấy lên vô số bụi đất ảnh hưởng đến bốn phía. Đồng thời, chỗ mặt đất nguyên bản của sơn cốc giờ phút này đã lõm xuống, lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn, trong đó thình lình tồn tại một cái địa quật. Chính giữa, trong vô số núi đá bùn đất bay lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được có một tế đàn. Bên trên có một người đang nằm, giống như muốn vùng vẫy, nhưng vô lực nhúc nhích, trên người còn có rất nhiều khói độc tản ra. Nhất là bốn phía tế đàn, có thể nhìn thấy được từng bãi máu đen, có khô héo, có mới mẻ. Hiển nhiên là người này đã ở trong nơi đó lâu rồi, cũng không biết đã phun ra bao nhiêu máu. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, đáy lòng thở dài, hắn nhận ra là độc của chính mình. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cảm thấy chất độc kia có chút nhìn quen mắt, vì vậy hồ nghi nhìn lướt qua Hứa Thanh. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm hỏi rõ, y vội vàng nhìn thế tử của chúa tể, trên mặt hiện ra vẻ nịnh nọt. Lão gia gia, thế tử đang trêu đùa anh Vũ, giả bộ như không nghe thấy. Đội trưởng bất đắc dĩ cho Hứa Thanh một ánh mắt. Hứa Thanh quay đầu, cung kính cúi đầu về phía thế tử, nhẹ giọng truyền ra lời nói. Tiền bối. Thế tử nghe vậy nhướng mắt lên, nhàn nhạt mở miệng. Gọi ta là gì? Hứa Thanh trừng mắt nhìn, lập tức đáp lời. Lão gia gia. Thế tử nở nụ cười, quét mắt nhìn bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Nguyệt Thần Điện trôi lơ lửng ở trên sơn cốc, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Vào thời khắc này, rất nhiều thiên thạch ở bốn phía không có bất kỳ dấu hiệu nào bỗng nhiên tự bạo. Âm thanh nổ vang lập tức truyền khắp bát phương, mà những tên tu sĩ thiên thạch kia giờ phút này đã mất đi ý thức, giống như là sủi cảo nhào nhào rơi xuống đất. Ngay sau đó, con mắt huyết sắc trên Hồng Nguyệt Thần Điện như muốn vùng vẫy, nhưng cũng chỉ là một hơi liền bị trấn áp, huyết sắc cũng trở nên đạm đạm xuống. Theo cửa lớn mở ra, một vị thần sứ trung niên mặc áo bào nạm vàng hồng từ trong đi ra. Thần sứ này có khuôn mặt của cương nghị, không giận mà uy, khí tức chấn động toàn thân, thoạt nhìn rất không tầm thường. Hiển nhiên là ngày bình thường thân ngồi ở chức vị cao, nhưng giờ phút này hai mắt của gã trống rỗng, mặt không cảm xúc, cả người hiện ra vẻ chết lặng. Từng bước đi ra giống như con rối. Phía sau của gã có ba thần bộc mặc thần bào màu đỏ, hai nam một nữ, biểu cảm không chút sai lệch, động tác càng giống hệt như nhau, cùng nhau chỉnh tề cất bước. Phía sau càng có mấy chục thần đô, bước chân đi tới cũng tương tự như nhau, giống như trên người của riêng từng người bọn họ đều có một sợi dây không nhìn thấy bị người ta nắm lấy. Trong mơ hồ, cảm giác rất giống với tế vũ. Đám người kia đi đến không trung, sau đó cùng nhau đứng ở đây đó không hề nhúc nhích. Một màn quỷ dị này khiến cho tâm thần của Ngô Kiếm Vu cùng với Lý Hữu Phỉ run rẩy kịch liệt. Tuy bọn họ biết ổn thần đáng sợ, nhưng trên thực tế đến cùng mạnh như thế nào, hai người vẫn là không có bao nhiêu khái niệm. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong đầu của bọn họ không khỏi bay lên một cái nhận thức. Như là thần linh. Trong khi hai người run rẩy, Ninh Viêm thở dài, càng cố gắng lau chùi chung quanh. Đội trưởng mừng như điên, cho Hư Thanh một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó thân thể nhảy lên bay ra, phi thẳng đến cái chỗ trong sân cốc, trong miệng càng là la lên. 37951, có phải là ngươi không? Giọng nói của đội trưởng vang vọng, thân ảnh trong làn khói độc trên tế đàn bỗng hơi nhúc nhích ngón tay, mí mắt suy yếu mở ra, muốn vùng vẫy nhưng lại không làm được, toàn thân chỉ có miệng còn có thể miễn cưỡng như thường, truyền ra giọng nói yếu ớt. Hồng Nguyệt cũng không phải là Vĩnh Hằng. Đã đến lúc nào rồi còn trao đổi ám hiệu nữa, ngươi có phải là 37951 hay không? Đội trưởng tới gần, nhìn thân ảnh trong sương mù. Là ta. Thân ảnh trong sương mù suy yếu đáp lại. Lúc bọn họ đối thoại, Hứa Thanh cũng đi ra từ bên trong mặt trời, đôi mắt nhìn mặt đất bừa bộn, lại nhìn theo cái hố lớn, nhìn tới bên trong địa quật. Sau khi cất bước đi tới, hắn liền thấy được máu đen bốn phía cùng với thân ảnh trong sương mù kia. Đã sớm nói cho gã biết, không nên một hơi nuốt vào. Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng,
mà giờ khắc này, sau khi xác nhận số hiệu của đối phương, đội trưởng ngồi xổm ở trước sương mù, tò mò mở miệng. Tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Không phải ngươi tu luyện thân thể bách độc bất xâm sao? Như này không được nha. Thân ảnh trong sương nghe vậy, nội tâm bi phẫn, vừa muốn mở miệng, nhưng theo tâm tình lên xuống, thương thế đồng lại bên trong thân thể bỗng bộc phát, vì vậy trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, hôn mê bất tỉnh. Không phải chết rồi chứ? Đội trưởng cả kinh, Hứa Thanh cũng nhanh chóng bay tới gần, giơ tay phải vung lên, khói độc nơi đây lập tức tiêu tán, lộ ra bộ dáng chân chính của người xui xẻo bên trong. Đây là một lão giả, mặc một bộ trường bào màu xanh đen nhăn nhăn nhúm nhúm, toàn bộ tóc xám trắng, xương gò má rất cao, cung xương rất lớn, thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác rất tự ngạo. Nghĩ đến ngày bình thường nhất định là người độc đoán, thích quyết định nhanh chóng đói một không hai. Mà nếp nhăn trên khuôn mặt chẳng những không có nổi bật vẻ già nua, ngược lại càng khiến cho uy nghiêm càng đậm, nhìn qua chính là đại nhân vật. Chỉ là giờ phút này, bên trên tất cả những điểm ấy lại nhiều hơn vẻ đau khổ nồng đậm, lông mày nhíu chặt, ẩn chứa nhân sinh bất đắc dĩ, cả người hiện ra cảm giác nhân gian không đáng. Nhất là máu đen bên khóe miệng khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình, còn có nắm đấm nắm thật chặt, dường như muốn bóp nát hết thảy không cam lòng trong nội tâm, nhưng hiển nhiên lão không làm được. Chương 1428, thuốc không thể dùng vậy. Hứa Thanh nhìn hết thảy, lần nữa thở dài trong lòng, vung tay phải lên, một khối đan dược lập tức bay ra, rơi vào tới trước mặt lão giả này. Sau đó, khỏa đan dược này đột nhiên nổ tung, hóa thành từng sợi bạch khí, chui vào thức khiếu của lão giả, bắt đầu giải độc. Rất nhanh, độc trong cơ thể lão giả đã bị Hứa Thanh hóa giải hơn phân nửa. Đội trưởng ở bên bắt thấy những thứ này, thân sắc càng thêm hồ nghi, nhìn lão giả một chút, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Y cảm thấy độc này giải cũng quá dễ dàng, thật giống như đây là Hứa Thanh hạ độc. Nhưng y là cảm thấy việc này là không thể nào. Tiểu Thanh không vào được Nghịch Nguyệt Điện, mà hai người này hiển nhiên lúc trước cũng không quen biết, khả năng hạ độc trong hiện thực không lớn. Việc này khiến cho đến lòng của đội trưởng nghi ngờ. Mà giờ khắc này, lão giả này cũng theo độc giải mà ung dung tỉnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía. Nhưng trong giây mắt tiếp theo, trong mắt liền lộ ra sắc bén, chợt ngồi dậy. Sau khi phát hiện độc của bản thân tiêu tán rất nhiều, sắc mặt của lão lập tức thay đổi, nhìn về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Các người giải độc của ta như thế nào? Hứa Thanh không nói chuyện, mặt không cảm xúc, lui ra phía sau vài bước. Đội trưởng thì là cười ha ha một cái, cao thấp quan sát lão giả. 37951, người nói cho ta biết, tại sao người lại biến thành như thế này? Lão giả nghe vậy liền trầm mặt. Lão ngồi ở chức vị cao đã lâu, rất ít gặp phải tu sĩ Nguyên Anh dám lấy ngữ khí ngang hàng nói chuyện với mình, mà cân nhắc đến đối phương cứu mạng mình và lại còn có thể giải độc của chính mình, càng lại xuất hiện từ bên trong vòng vây của Hồng Nguyệt, khiến cho trong lòng của lão nổi lên rất nhiều ý niệm trong đầu, cũng có hồn nghi. Nhất là giờ phút này cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Nghĩ tới đây, lão giả đè xuống suy nghĩ trong đáy lòng, lão chỉ muốn mau chóng rời khỏi, vì vậy đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, mà cảm giác uy nghiêm cũng theo đó dựng lên, trầm giọng mở miệng. Cảm tạ hai vị tiểu hữu, nhưng việc tư không đề cập tới cũng được, đây là kiếp số của bổn tôn, không muốn nói cho người ngoài biết. Trong lúc nói, lão lấy ra một túi chữ vật ném cho đội trưởng. Cái này là thù lao hứa hẹn trước kia, nơi đây không thích hợp ở lâu, sau này gặp lại lão phu tất có báo đáp khác. Nói xong, thân thể lão giả nhoáng một cái, lăng không dựng lên, không có để tới Hứa Thanh cùng đội trưởng. Lão vận hành tu vi của mình bay thẳng đến bên ngoài, cũng đã làm xong chuẩn bị chém giết. Nhưng vào lúc lao ra khỏi động quật, lão lập tức nhìn thấy tình huống bên ngoài, bước chân không khỏi dừng lại. Hết thảy trước mắt khiến cho nội tâm của lão dấy lên gợn sóng cực lớn, thần sắc nháy mắt biến thành kinh nghi. Trong tầm mắt nhìn thấy bốn phía ngổn ngang lộn xộn, không ít tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đang nằm, từng người lông tóc không hào tổn gì nhưng đã mất đi ý thức. Mà để cho lão hoảng sợ nhất là lão nhìn thấy thần sứ Hồng Nguyệt đang đứng ở giữa không trung. Đây là cái tình huống gì? Một màn như thế khiến cho nội tâm lão giả cuộn trào. Lão chú ý tới thần sứ trên không trung, hình như là bị bất động đứng ở chỗ đó. Việc này khiến cho lão chấn động vô cùng, nhìn không được quay lại đưa mắt nhìn về phía sau lưng, thầm nghĩ chính mình liều mạng đối kháng cùng độc suốt 2 tháng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà hai người kia lại có lai lịch gì. Lão có chút chần chừ, suy nghĩ một chút thái độ lúc trước của mình, vì vậy liền quay người trở về động quật, thu hồi hết thảy uy nghiêm, biến thành vô cùng khách khí. Lúc trước là lão phu có chút sốt ruột trong lòng, lời nói có chút mạo muội, cảm tạ ân cứu mạng của hai vị đạo hữu. Bên ngoài đây là... Lão giả nhìn Hứa Thanh và đội trưởng thử hỏi một câu. Lão có thể cảm nhận được trên những người bên ngoài quỷ dị, nhưng lão không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng bối cảnh gì, cùng với năng lực gì mới có thể khiến cho chúng tù của Hồng Nguyệt Thần Điện, bao hàm cả thần sứ ở bên trong, đều mất đi ý thức. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đội trưởng thì là cười mở miệng. Không cần lo lắng bên ngoài, 37951, độc trên người ngươi nghiêm trọng như vậy, là bị kẻ thù làm hại sao? Đội trưởng tràn đầy hiếu kỳ đối với độc mà lão giả này trúng.
Lão giả nhìn hai người trước mắt này một chút, lại quét mắt nhìn thấy tình hình bên ngoài và giật mình, đáy lòng trầm ngâm, sau đó thở dài, lựa chọn nói cho biết. Cũng không có gì. Như thế nào? Đội trưởng hiếu kỳ. Lão phu là 2 tháng trước mua được một khỏa đan dược từ một chỗ người trong Nghịch Nguyệt Điện. Lão giả chậm rãi mở miệng. Sau đó thì sao? Đội trưởng truy vấn. Đan này rất rẻ, lão phu cũng không quá để ở trong lòng. Lão giả lắc đầu. Đan dược này có vấn đề. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Lão giả trầm mặc, sau đó tiếp tục truyền ra lời nói. Ngay từ đầu lão chỉ nói đơn giản vài câu, nhưng sau 3-5 câu dưới đội trưởng phối hợp đáp lại, nghẹn khuất trọng lại trong khoảng thời gian này liền hóa thành muốn thổ lộ hết ra. Lão phu vốn tưởng rằng đây chính là một khỏa độc đan bình thường, nhưng con mở nó không thể nghĩ đến là tên ách con kia thế mà lại chân ngầm ta. Lúc ta vừa mới bắt đầu nuốt vào đan dược kia còn cảm thấy ổn, bình thường không có gì lạ, nhưng ai biết tác dụng kéo càng chậm thì càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp bộc phát, ta cũng không kịp phản ứng đã bị độc quật ngã. Quá phận như vậy. Đội trưởng kinh hô, quét mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Lão giả vẻ mặt tức giận. Đúng vậy, vô cùng quá phận. Trong khoảng thời gian này ta khẽ động cũng không thể động, toàn lực chống cự để hóa giải, cửu tử nhất sinh mới kiên trì đến lúc các ngươi tới. Đây không phải là việc con người làm mà. Ta hoài nghi thằng nhãi con kia là kẻ thù của ta phái tới. Ta đã chủ quan quá độc địa rồi. Quá phận nhất chính là đan dược kia còn là hỗn độc. Hỗn độc đó nhé. Giá tiền loại độc đó cực kỳ mắc, nhưng hắn rõ ràng bán cho ta rẻ như vậy, một chút tin tức liền giao dịch được rồi. Quá âm độc. Đội trưởng lần nữa phối hợp kinh hồn, tâm tình muốn thổ lộ hết thảy của gã cũng bởi vậy mà trở nên mạnh hơn. Mà lông mày của Hứa Thanh cũng theo đối phương một câu lại một câu ách con nhíu lại. Hơn nữa, trước khi tên oách con này rời đi, vì để tê liệt ta còn giả mù sa mưa nhắc nhở ta không nên nuốt, phải cạo phấn dùng thử trước. Hiện giờ nhìn lại, cái này rõ ràng chính là đang khích ta. Lão giả càng đói càng là bi phẫn, cuối cùng thở dài một tiếng. Cũng trách cái tính của ta không chịu phục, một hơi nuốt. Người nói đây không phải là kẻ thù thì là ai? Hiểu rõ ta như vậy, hoàn toàn nhắm theo tính cách của ta để bố trí. Ta nhất định phải tìm được kẻ thù này. Chương 1429, quang huy trong năm tháng cổ xưa trước kia. Trên mặt lão giả tràn ngập bi phẫn, trong lời nói lộ ra nghẹn khuất, không mở miệng còn tốt, mới mở miệng là không thể ngừng lại được. Thậm chí đến đằng sau còn không cần đội trưởng phối hợp kinh hô, lão liền tự mình thao thao bất tuyệt, phát tiết, hậm hực trong đáy lòng. Cho đến nói hồi lâu mới rút được cuộc mắng chửi xong. Còn thở phào một hơi rất dài, giống như áp lực ở trong nội tâm cuối cùng đã tràn ra hơn phân nữa. Trong mắt đội trưởng lộ ra đồng cảm. Vậy người đúng là có chút thảm, đã tìm được là ai làm chưa? Trong khoảng thời gian này, ta đã ở đây nhớ lại kẻ thù nào, đã tập trung vào 3 người, nhất là cái người Điền Qua Tử. Ta hoài nghi 8-9 phần 10 chính là gà ăn bài. Lão giả nghiến răng, trong mắt lộ ra kiên định, sau đó lấy ra 2 túi trữ vật đưa cho đội trưởng, vừa nhìn về phía Hứa Thanh. Gặp nhau chính là duyên phận, ta biết rõ hai vị đạo hữu không đơn giản, lão phu hiểu rõ quy củ, ra ngoài cũng sẽ không nói nhiều. Chút lòng thành này để biểu thị sự thành kính, chúng ta kết giao bằng hữu. Đội trưởng cười ha ha, giơ tay lên tiếp nhận túi trữ vật, quét thần thức qua phát hiện bên trong có không ít thứ tốt, vì vậy nụ cười rực rỡ, nhiệt tình mở miệng. Chúng ta đã là hảo hữu rồi, người quay lại nhớ kỹ cắm cái hương vào trước miếu thờ của ta. Nhất định. Lão giả trịnh trọng nói, cũng chắp tay về phía Hứa Thanh cáo từ rời đi. Nhìn qua bóng lưng lão giả, đội trưởng ước lượng túi trữ vật trong tay, vừa lòng thỏa ý. Về phần đối phương nhìn thấy cảnh tượng chúng tu Hồng Nguyệt thần điện thất thần có thể bị lộ ra, đội trưởng cũng không phải rất lo lắng. Dẫu sao có lão gia gia ở đây. Nghĩ tới đây, đội trưởng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, người nói ta có cần tiếp tục đi nhận nhiệm vụ nữa hay không? Người này cũng quá tiện lợi đi. Nếu như người không muốn một đường phun máu tươi quay về khổ sinh sương mạch mà nói, ta khuyên người không cần tiếp tục. Hứa Thanh lắc đầu, bình tĩnh trả lời một câu. Từ lúc hắn tiếp xúc với thế tử của chúa tể cho đến bây giờ, cũng đã có một chút hiểu rõ đối với vị lão gia gia tu vi uẩn thần này. Theo cảm giác của hắn, đối phương thực ra không có ý niệm thiện ác gì cả, trừ phi là gặp phải một chút bố cục trọng yếu. Nói cách khác, có xuất thủ hay không, ra tay như thế nào, phải xem tâm tình của vị thế tử kia. Lần này lựa chọn hỗ trợ không có nghĩa rằng lần tiếp theo còn có thể như vậy. Đội trưởng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng đến mình ở trên Tử Âm Trường Hà bị đối phương liếc mắt liền phun ra máu, y cảm thấy chính mình vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Mặc dù mình rất nhiều máu, không có biện pháp, ở kiếp này ta quá yếu. Đội trưởng thở dài trong lòng, sau đó trong đầu hiện ra từng màn lão giả trách cứ chửi rủa lúc trước, vì vậy quét mắt liếc nhìn qua Hứa Thanh, cười nhạt một cái, bày ra bộ dạng giống như cái gì cũng đã đoán ra được.
Tiểu Thanh, độc kia là ngươi hạ đó hả? Nói xong y mật thiết chú ý biểu cảm của Hư Thanh. Hư Thanh nhìn qua ánh mắt đội trưởng, rất nghiêm túc mở miệng: không sai, là ta làm, ta bán cho lão. Đội trưởng cả kinh, đuổi theo hỏi tới: ngươi cũng vào Nghịch Nguyệt Điện rồi hả? Đội trưởng quan tâm nhất đúng là điểm này. Hư Thanh nghe vậy tiếp tục biểu cảm nghiêm túc, nhẹ gật đầu: ta đã sớm tiến vào, thực không dám giấu giếm, ta chính là vị hảo hữu chí giao của ngươi, Đan Cửu đại sư. Đội trưởng vốn ngạc nhiên, giờ phút này nghe nói như thế nhìn không được cười ha ha: xém chút nữa bị ngươi lừa rồi. Tiểu Thanh, ngươi bây giờ rất được nha, nhưng mà ngươi đúng là vẫn còn quá non rồi. Ta quen thuộc biểu cảm rất nghiêm túc này của ngươi, mỗi lần ngươi như vậy đều là đang nói dối. Một cửa nói khoác này của ngươi vẫn còn chưa đạt, trở về ta sẽ dạy ngươi. Hứa Thanh trừng mắt nhìn không nói chuyện, đi thẳng về phía trước. Đội trưởng ở phía sau vội vàng theo tới, vừa đi vừa nhìn không được mở miệng: Tiểu Thanh, vừa rồi ngươi nói là sự thật? Sự thật, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Vậy ngươi cho ta một khỏa giải nạn đan, chứng minh ngươi chính là hảo hữu chí giao của ta đi. Đội trưởng nhìn ánh mắt Hứa Thanh: không còn. Hứa Thanh lắc đầu, dạo gần đây hắn chưa từng luyện đan trên người Lý Hữu Phỉ, bây giờ xác thực không có giải nạn đan. Đội trưởng nghe nói như thế lần nữa nở nụ cười: trùng hợp như vậy lại không có, ta biết ngay Tiểu Thanh ngươi đang khoác lác. Được rồi, được rồi, ngươi đúng, ngươi đúng. Nói xong y bắt đầu kiểm kê vật phẩm trong túi trữ vật, phân cho Hứa Thanh một nửa. Sau đó hai người rời khỏi cái tế đàn trong địa quật này, trở về mặt trời. Đồng thời cùng trở về với bọn họ là đám tu sĩ thần điện phía ngoài cùng với cửa nhãn huyết sắc. Những tu sĩ thần điện kia đã mất đi ý thức, bao gồm thần sứ ở bên trong, đều bị di chuyển đến nơi này, nằm lộn xộn ở bốn phía. Nhìn qua những thứ này, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cùng với Lý Hữu Phỉ càng ngày càng kính sợ đối với thế tử, đồng thời cũng theo bản năng đó đã có cảm giác an toàn. Theo mặt trời nhân tạo lập lề, mọi người rời khỏi vùng núi Bạch Vân này, đi về phía Khổ Sinh Sơn Mạch. Mà đội trưởng chính là phán đoán không sai, vì lão giả chiến đấu hăng hái cùng độc hơn 2 tháng kia, nhận thức của lão hoàn toàn chính xác bị ảnh hưởng rồi. Giờ phút này trong lúc bay nhanh ở trong sơn mạch, bên trong đầu óc của lão đã xuất hiện một ký ức khác. Ký ức này tương tự cùng lão đã từng trải qua, chỉ là không có Hồng Nguyệt Thần Điện. Cùng lúc đó bên trong mặt trời, đội trưởng vô cùng thỏa mãn đối với một lần thu hoạch này. Trong lúc đang cân nhắc lời của Hứa Thanh là thiệt giả trong lòng, trong một cái cử động của thế tử, tim của y đột nhiên liền treo lên. Giờ phút này thế tử hóa thành bộ dáng lão gia gia, trong tay cầm một con mắt đang chơi đùa, thi thoảng còn xoa bóp. Đội trưởng nhìn mà sắc mặt liên tục biến hóa, Hứa Thanh cũng nhìn qua. Hắn lúc trước rất hiếu kỳ trái tim cực lớn dưới Hồng Nguyệt Thần Điện ở trong Thiên Hỏa Hải có lai lịch ra sao, lại liên tưởng tới con mắt huyết sắc của Hồng Nguyệt Thần Điện ở vùng núi Bạch Vân cùng với chính là vẻ mặt đội trưởng, đáy lòng như có điều suy nghĩ. Chương 1430, quang huy trong năm tháng cổ xưa trước kia. Hứa Thanh, thế tử nhạt nhạt mở miệng, người có biết tại sao Hồng Nguyệt Thần Điện ra ngoài đều đặt ở trên một chút bộ phận cơ thể không? Hứa Thanh lắc đầu, thế tử nở nụ cười, trong mắt mang theo thâm ý nhìn qua phía đội trưởng. Nhị ngu, ngươi biết không? Lão gia gia, ta cũng không biết nha. Đội trưởng vừa nói xong, thấy hai ngón tay thế tử dùng sức bóp con mắt kia, thậm chí còn sắp bóp nó nghiến ra rồi, y vội vàng nghiêm mặt, nghiêm nghị mở miệng. Lão gia gia, ta nhớ ra rồi. À, thế tử cười nhạt. Hứa Thanh cũng chú ý đến trên người đội trưởng, về phần đám người Ninh Viêm càng là nhanh chóng nhìn lại. Đội trưởng thở sâu, vẻ mặt ngưng trọng. Trước kia ta đã từng thấy trong một chút tư liệu, hình như là có một người thiên kiêu tuyệt thế, oai hùng phi phàm, tuấn tú bất người, vô cùng vĩ đại giống như anh hùng. Người này thương trời xót dân, lòng mang chúng sinh, mắt thấy vạn vật buồn rầu, y rõ ràng có thể chỉ lo cho thân mình, cuối cùng lại dứt khoát kiên quyết. Y vì ánh sáng trong lòng, vì linh hồn chính nghĩa, vì tương lai vạn vật, vì giải cứu chúng sinh khỏi biển lửa, lựa chọn đi tới bình nguyên chư thần đánh một trận cùng xích mẫu. Trận chiến ấy giọng cổ giang động, tinh không rung động lắc lư, thiên địa rên rỉ. Vị thiên kiêu phi phàm siêu phàm tràn đầy khí dũng cùng chính nghĩa này đại chiến 300 năm cùng xích mẫu vô cùng tà ác. 300 năm kia thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, chấn động cực lớn truyền khắp toàn bộ tinh không. Vô số thần linh thay đổi sắc mặt, vô số chúng sinh cầu nguyện cho y, nhưng trời cao đố kỵ anh tài. Những tên đồng đội của y vào thời khắc mấu chốt đã lựa chọn phản bội y. Thiên kiêu vĩ đại cuối cùng ôm hận thất bại, nhưng y vẫn kịp cắn xuống một khối máu thịt của xích mẫu. Đội trưởng thổn thức, tràn đầy cảm khái. Xích mẫu hận người kia vô cùng, hạ lệnh chia năm xẻ bảy thân thể vì thiên kiêu anh hùng anh tuấn kia. Vì vậy liền có cảnh về sau mỗi khi Hồng Nguyệt Thần Điện ra ngoài. Tâm thần Ninh Viêm chấn động, đôi mắt Ngô Kiếm Vũ trợn to, Lý Hữu Phỉ cũng là như vậy. Bọn họ cảm thấy trong những lời này của đội trưởng có quá nhiều từ hình dung, và lại chủ yếu đều là hình dung tướng mạo cùng khí chất. Hứa Thanh trầm mặc,
Hắn nghĩ tới quá thận bên chỗ Neholy đó. Về phần những lời này của đội trưởng, hắn tin bộ phận đằng sau đại chiến 300 năm phía trước gì gì đó, hắn một chút cũng không tin. Lại càng không cần phải nói, những cái từ hình dung kia lại cũng không nhất định. Đương nhiên, bản thân vị tồn tại vĩ đại này vô cùng cơ trí, cho nên trước khi y xuất phát đi tìm sinh mẫu, đã cắt lấy một cái lỗ tai của chính mình, lừa cho chúng sinh một cơ hội. Đội trưởng ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn về phía Hư Thanh. Trong đầu Hư Thanh hiện ra thân thể kiếp trước trên thiên ngưu xương bạch của đội trưởng. Như có điều suy nghĩ, lúc này giọng nói ung dung của thế tử truyền đến. Đúng không? Ta cũng đã nghe qua một phiên bản khác về việc này, cũng không giống như với ngươi vừa nói ra. Thế tử nhàn nhạt mở miệng. Tựa hồ là đã từng có một người cả gan làm loạn, mưu đồ máu thịt xích mẫu, vì vậy từ ngoài vực đến tìm phục chờ thời. Mà người này cũng có chút bổn sự, cũng không biết làm sao giấu giếm được thần điện, ngồi lên tới vị trí đại tế vũ của Hồng Nguyệt thần điện, càng là cấu kết với thần bên ngoài, khiến bản thân thành một con mũi. Thời dịp xích mẫu một lần ngủ say, người này lấy thuật biến hóa hư thật dưới sự trợ giúp của ngoại thần, từ trong mộng của xích mẫu bước ra thực tế, trích xích mẫu một cái. Nhưng chưa kịp hấp thu thần huyết đã bị xích mẫu tát một cái chia năm xẻ bảy. Thần điện cũng bởi vậy nhận lấy lửa giận của xích mẫu. Cuối cùng thần tử hạ lệnh trấn áp những bộ phận toàn thân cùng với tứ chi của người này, khiến cho người kia đời đời kiếp kiếp gánh vác thần điện mà di chuyển như là tọa kỵ. Giọng nói bình tĩnh của thế tử vang vọng bên trong mặt trời. Thần sắc của Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu lập tức cổ quái. Lý Hữu Phỉ cũng hít vào một hơi, nhưng bây giờ lão phát hiện mình đã có thể thích ứng với tiết tấu của những người này. Dẫu sao uẩn thần còn sống, lão cũng đã tiếp xúc nhiều, thêm một con mũi dám chích xích mẫu cũng không có gì quá lắm. Hữu Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đối với lời nói lúc trước của đội trưởng, hắn cảm thấy cái phiên bản mà thế tử nói này càng phù hợp với tính cách của đội trưởng hơn. Đội trưởng cười mỉa, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Thanh, chúng ta nhiều nhất nửa tháng là đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch rồi. Cửa hàng thuốc người bán trong đó như thế nào? Đã đặt tên hay chưa? Có cần ta cho người một cái tên hay không? Ví dụ như gọi là tiệm thuốc Thanh Ngưu, hay là gọi là tiệm thuốc Ngưu Ngưu? Hữu Thanh không quan tâm tới đội trưởng, hắn biết rõ đội trưởng cần đúng là người khác nói tiếp, dùng cái này để hóa giải lung túng. Bất quá mặc dù hắn không đáp lại, nhưng Linh Nhi lại đón lời. Không cần, chúng ta đã đặt tên rồi, gọi là Thanh Linh Đường. Trong khoảng thời gian này, Linh Nhi cũng không dám thò đầu ra, nàng sợ thế tử. Nhưng bây giờ mắt thấy đội trưởng muốn cướp đoạt đi tên mà mình và Hứa Thanh ca ca đặt, cũng đã bất chấp nhịn không được mà mau chóng chạy ra ngăn cản. Thanh Linh Đường. Đội trưởng nghe vậy đáy lòng vui sướng, vội vàng hỏi một câu. Danh tự này coi như cũng được, xin ý tìm thuốc chúng ta như thế nào? Xin ý khá tốt, bên trong tiểu thành nhà của chúng ta là số 1, mỗi ngày đều có trên 100 khách hàng. Linh Nhi ngạo nghễ nói. Lợi hại như vậy, quy mô tiệm thuốc có lớn không? Đội trưởng lập tức bày ra vẻ kinh hô, hỏi kỹ càng. Phi thường lớn. Theo Linh Nhi lần lượt mở miệng, cảnh tượng một cái tiệm thuốc giống như là thế ngoại đào nguyên chiếu vào bên trong tâm thần Đinh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu. Thế tử bên đó cũng là nở nụ cười, tương tự lắng nghe. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mặt trời ẩn nấp giữa thiên địa, không ngừng mà tới gần Khổ Sinh Sơn Mạch. Cho đến khi còn có 5 ngày lộ trình, bên trong thổ thành Khổ Sinh Sơn Mạch, tiệm thuốc nhỏ tốt đẹp mà Linh Nhi miêu tả cho mọi người ầm ầm sụp xuống. Chương 1431, không tin trời, không do mệnh. Thứ sụp xuống không chỉ có tiệm thuốc của Hứa Thanh, giờ phút này trong tiếng nổ vang, rất nhiều kiến trúc bên trong thổ thành cũng đều đang sụp đổ, dấy lên từng trận bụi đất tung bay. Thả mắt nhìn, một đám tu sĩ mặc trường bào màu xám đang san bằng hết thảy kiến trúc bên trong thổ thành, mà cư dân nơi đây cũng đã sớm tản ra, bị cưỡng chế đuổi đi. Giữa không trung còn có 7-8 đạo thân ảnh đang trôi nổi, ngóng nhìn mặt đất thổ thành. Cầm đầu là một gã thanh niên, dáng người thấp bé lùng lùng, tướng mạo xấu xí, nhưng toàn thân lại tràn ra sát khí. Một thân tu vi càng là kim đan đại viên mãn, thậm chí còn cao thâm hơn một chút so với Trần Phạm Trác của Nhuận Thổ Tông nơi đây. Bọn họ không phải là tu sĩ Khổ Sinh Sơn Mạch. Mấy tháng trước, trận thanh phong đổi màu kia đã liên lụy toàn bộ đại mạc, cũng khiến cho một chút ngọn núi đơn độc bị ảnh hưởng đến, xuất hiện trình độ tan rã khác biệt. Cho nên khi bạch phong biến mất, lúc thanh phong tái hiện, không ít thế lực cần phải lựa chọn di chuyển. Bọn họ nhất định phải mau chóng chiếm cứ thân núi tốt hơn, dùng nơi này để tránh né đợt bạch phong tiếp theo. Đây cũng là việc thường thấy, mỗi lần thanh phong trên thanh sa đại mạc đổi màu đều sẽ như vậy. Mà Khổ Sinh Sơn Mạch với tư cách trong nhóm có thân núi lớn nhất của thanh sa đại mạc, tự nhiên liền trở thành lựa chọn đầu tiên. Chỉ bất quá thế lực bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch hỗn tạp, bài ngoại nghiêm trọng. Nếu như đơn độc còn tốt, những thế lực muốn đi vào, muốn phát triển ở chỗ này cần thủ đoạn cưỡng chế mới có thể. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Khổ Sinh Sơn Mạch liền nổi lên sát phạt, hỗn chiến nhiều lần. Giờ phút này, đám người xuất hiện ở bên trong thổ thành chính là một cổ thế lực phía ngoài như vậy. Bọn họ đặt mục tiêu ở tòa thành biên giới Khổ Sinh Sơn Mạch, muốn xây dựng nơi đây trở thành thế lực sơn môn.
Cũng bởi vậy nên đã xảy ra xung đột cùng với Nhuận Thổ Tông ở nơi đây. Nhưng cuối cùng song phương vẫn là lựa chọn dừng lại. Dù sao đối với Nhuận Thổ Tông mà nói, bọn họ có sơn môn của bản thân, cũng không phải nhất định phải giữ lại quyền khống chế tòa thổ thành này. Vì vậy những người từ ngoài đến đây liền thành công chiếm cứ thổ thành. Dưới mắt tên người lùn cầm đầu đang ngóng nhìn thổ thành, trong mắt lộ ra thỏa mãn. Tranh thủ trong vòng 5 ngày biến nơi đây triệt để trở thành một mảnh trống không. Người lùn nhàn nhạt mở miệng. Nhưng giờ phút này bên cạnh gã có người đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc đã thành phế tích của Hư Thanh, chần chờ một chút, thấp giọng nhỏ miệng. Tông chủ, lúc trước Trần Phàm Trác đã từng nhắc nhở, nói toàn bộ mọi thứ nơi đây đều có thể động, vì chỉ có cửa hàng Thanh Linh Đường kia là không thể phá hư chút nào. Người lùng nghe vậy cười lạnh. Trần Phàm Trác không cam lòng vứt bỏ tòa thành này, cố làm ra vẻ huyền bí nói như vậy, ngươi cũng tin? Dù là tiệm thuốc này thật sự có chút điểm bối cảnh, nhưng lại mở ở bên trong phàm tục, thì có thể lớn tới đâu cơ chứ? Huống hồ nơi này tương lai là sơn môn của ta, để lại một cái tiệm thuốc đột ngột tồn tại ở bên trong, còn ra thể thống gì nữa? Người bên cạnh nghe vậy gật đầu. Mà đúng lúc này xa xa có một đạo cầu vồng gào thét đến, sau khi tới gần liền hóa thành một thân ảnh, chính là Trần Phàm Trác. Y đưa mắt nhìn tiệm thuốc trở thành phế tích, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía người lùng. Mộc đạo tử, lúc trước ta đã nói với người rồi, chớ động vào tiệm thuốc này. Người lùng nghiêng mắt nhìn đi, nhàn nhạt mở miệng. Đã động rồi, người muốn như nào? Giờ phút này cát xanh bay đầy trời, gió từ thổ thành thổ qua, dấy lên bụi cát trên mặt đất, cũng biến bốn phía biến thành bông lung. Sắc mặt Trần Phàm Trác trầm như trước, lạnh lùng nhìn người lùng trước mắt, không nói hai lời xoay người rời đi, đáy lòng cười lạnh. Kẻ này cái chết cách không xa. Vào thời điểm này người lùng cũng cười lạnh, cả nhìn qua bóng lưng Trần Phàm Trác, trong mắt lóe lên sát cơ. Một tiểu kim đan không có bối cảnh, sợ này sợ kia, sợ đầu sợ đuôi, chờ ta bái Hắc Đồng thượng nhân làm sư, người thứ nhất giết chết chính là ngươi. Nghĩ đến chính mình nửa năm qua thật vất vả trèo lên tiếp cận Hắc Đồng thượng nhân, trong lòng người lùng có chút kích động. Mà gã thật ra cũng đã có sư phụ, nhưng mà người sư phụ này tu vi thông thường, còn ưa thích che che lấp lấp, một bộ rất thần bí. Tới hiện giờ gã cũng không biết danh hào của đối phương. Trong ký ức của gã, 60 năm này mỗi một lần trông thấy đối phương, bộ dáng đều là khác biệt. Cảnh này khiến cho gã có rất nhiều suy đoán đối với thân phận của sư phụ mình, nhưng cụ thể như thế nào gã không phải rất rõ ràng. Gã chỉ biết rõ tu vi đối phương bất quá là nguyên anh mà thôi, so sánh với Hắc Đồng thượng nhân tu vi linh tạc mà mình chuẩn bị bái, hơn kém giữa cả hai giống như thiên nguyên vậy. Không biết Hắc Đồng thượng nhân khi nào sẽ đến, ta đã khẩn cầu thật lâu. Vừa nghĩ tới đây, ngọc giản trong túi trữ vật của gã bỗng nhiên chấn động, nội tâm người lùng khẽ động, vội vàng lấy ra. Rất nhanh, một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong đầu của gã. Mộc đạo tử, tới gặp ta. Mộc đạo tử nghe vậy lập tức trở nên kích động. Đây là giọng nói của Hắc Đồng thượng nhân, gã rốt cuộc đợi đến được. Giờ phút này không dám chậm trễ, quay người nhanh chóng bay đi xa. Cùng lúc đó, ngoài Thanh Sa quận, ở giữa thiên địa u ám dũng động, mặt trời giấu kín ở bên trong hư vô đang bay nhanh về phía Khổ Sinh Sơn Mạch. Mọi người bên trong vẫn bận rộn như thường, Ninh Viêm lau chùi, Ngô Kiếm Vu xoa bóp, Anh Vũ vên mặt, Hất Hàm sai khiến, Lý Hữu Phỉ hoàn toàn làm việc lặt vặt, đội trưởng vẫn còn đang quạt cây quạt. Khác biệt chính là nơi đây nhiều hơn giọng nói của Linh Nhi cùng với tiếng cười của Thế Tử lão gia gia. Thế Tử rất ưa thích Linh Nhi, Linh Nhi cũng dần dần chẳng sợ hãi nữa, hóa hình ra tới bên cạnh lão gia gia, thi thoảng lại ngọt ngào hô hào gia gia, rất khiến lão gia gia ưa thích. Lão gia gia, sắp đến Thanh Linh Đường của ta cùng với Hứa Thanh ca ca rồi, qua mấy ngày nữa là đến. Sau đó lão gia gia ngài cùng ở trong đó đi, tiệm thuốc của ta cùng với Hứa Thanh ca ca khá tốt. Linh Nhi ngây thơ nói. Thế Tử nghe vậy nhẹ gật đầu, như nhìn cháu gái nhỏ của nhà mình vậy, trong mắt còn mang theo vẻ cưng chiều. Linh Nhi khiến cho lão nghĩ tới cháu gái của mình năm đó, trong đầu hiện ra ký ức quá khứ, khiến đáy lòng Thế Tử rất đau đớn. Vậy thì lão gia gia, hay là để cho Hứa Thanh ca ca nghỉ ngơi một chút được không? Khi đi đến tiệm thuốc hẳn còn phải luyện dược đấy. Linh Nhi mắt thấy chính mình làm nền không sai biệt lắm, liền vội vàng mở miệng. Người tiểu nhà đầu này. Thế Tử nở nụ cười, ngẩng đầu về phía xa xa. Chương 1432, không tin trời, không do mệnh. Xa xa, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, thân thể đang run rẩy, trên trán đều là mồ hôi. Giờ phút này trên đỉnh đầu của hắn thình lình nổ lơ lửng ba cái mặt trời nhỏ, một cái là khung cửa, một cái là vòng tròn, cái cuối cùng chính là viên cầu. Ba cái mặt trời này tràn ra lực lượng cực nóng, phủ xuống trên người Hứa Thanh. Mặt đất bốn phía thình lình còn có trên trăm bộ thi hài hóa thành thây khô, chính là tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Trong đó đã bao hàm hơn 10 thần đô, 3 thần bộc cùng với 1 thần sứ.
Những người khác còn tốt, duy chỉ có tên thần sứ giờ phút này thân thể run rẩy, muốn vùng vẫy nhưng lại không có ích gì. Trong mắt khi thì thanh tĩnh, khi thì mờ mịt, trên mặt đều là đau đớn khổ sở. Dưới ba mặt trời nhỏ bao phủ, lực lượng hồng nguyệt trên người bọn họ bị hong khô từ trong thân thể ép ra ngoài, hóa thành từng đạo sợi tơ huyết sắc bay thẳng đến phía Hư Thanh ở chính giữa. Sau đó liền theo thất khiếu cùng với toàn thể lỗ chân lông trên thân của Hư Thanh không ngừng chui vào. Hư Thanh đang tu hành. Sau khi bọn họ rời khỏi vùng núi Bạch Vân, Thế Tử đã yêu cầu hắn bắt tất cả tu sĩ thần điện tới, dựa theo trận pháp nào đó xếp đặt chung quanh Hư Thanh. Lực lượng hồng nguyệt trong cơ thể của bọn họ thật giống như bị mặt trời chiết xuất. Việc này khiến cho Hư Thanh thuận lợi hơn trong việc tiêu hóa. Nguyên Anh Tử Nguyệt trong cơ thể đang nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Không chỉ là Nguyên Anh Tử Nguyệt, theo vô số cổ thiên ma thân từ thây khô mặt đất bay lên, thiên mệnh của bọn họ cũng đều bị rút ra hấp thu. Toàn bộ Nguyên Anh của Hư Thanh đều đang nhanh chóng phát triển. Đối với Hư Thanh mà nói, đây là một loại đại bổ trước đó chưa từng có. Nhưng mà giữa bổ và độc cũng chỉ cách nhau một đường kẻ mỏng manh. Đối với Hư Thanh mà nói, trong thời gian ngắn thôn phệ nhiều thiên mạch Nguyên Anh cùng với lực lượng hồng nguyệt như vậy, cảm giác thức hải bành trướng cực kỳ mãnh liệt. Tiếp theo liền mang đến đau khổ giống như tê liệt, khiến cho biểu cảm của hắn trở nên dữ tợn, mồ hôi ướt nhẹp toàn thân. Đây cũng là nguyên nhân Linh Nhi đau lòng. Nhà đầu, Hư Thanh ca ca của người có tiềm lực cực lớn, nhưng mà trình độ rèn luyện chưa đủ, sự tồn hắn hẳn không phải là thường xuyên đi theo bên người, cho nên chỉ có thể thời khắc mấu chốt chỉ dẫn phương hướng. Nhưng trên thực tế đã có nội tình như thế, bây giờ thứ Hư Thanh ca ca của ngươi cần phải làm đó là rèn luyện tới cực hạn. Thực chất bên trong hắn cũng rất kiên nghị, thích hợp để làm như vậy, mà bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu. Thế Tử khàn khàn mở miệng, tay phải giơ lên vùng một cái về phía Hư Thanh. Ba cái mặt trời trên đỉnh đầu Hư Thanh lập tức bạo phát mạnh thêm một chút, thân thể Hư Thanh lập tức trầm xuống, trong cơ thể truyền ra âm thanh ken két, làn da cũng bị thiêu đốt không còn hình người. Đồng thời những cổ thây khô ở bốn phía cũng giao nhau nổ tung. Hơn 10 thần nô tức thì bị hong khô ép ra toàn bộ lực lượng hồng nguyệt. Tu vi Hư Thanh cũng liên tục tăng vọt ở trong quá trình thôn phệ cùng hấp thu. Cho đến 3 ngày sau, khi bọn họ vào đến Thanh Sa Đại Mạc, thần mộc bên cạnh Hư Thanh đã diệt vong. Tên duy nhất còn dư lại cũng thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng kêu không cam lòng. Cùng lúc đó, từng trận chấn động cường hãn lập tức bộc phát ra từ trên người Hư Thanh. Trong tích tắc này, toàn bộ 13 đạo nguyên anh trong cơ thể hắn bị cưỡng ép tăng tới trình độ nhị kiếp đại viên mãn. Mệnh kiếp thứ 3 sắp đến. Nhìn một màn này, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thế Tử cũng để ý đến bọn họ như vậy, nhưng bọn họ hiển nhiên đã suy nghĩ nhiều. Trong mắt của Thế Tử, người có tư cách để cho lão chỉ điểm và rèn luyện chỉ có Hư Thanh. Miễn miễn cưỡng cưỡng, đối với người tầm thường mà nói, lấy tu vi này dẫn động mệnh kiếp, uy lực mệnh kiếp đã đạt đến trình độ cường hãn, nhưng đối với người mà nói còn chưa đủ để kích phát tiềm lực của ngươi. Ta tăng thêm cho ngươi chút vật liệu, Hư Thanh, ngươi có bằng lòng hay không? Hư Thanh chợt ngẩng đầu nhìn Thế Tử. Có thể. Trong mắt Thế Tử lộ ra tán thưởng, đứng dậy một bước đi đến trước mặt Hư Thanh, hất tay áo lên, mang theo Hư Thanh trực tiếp rời khỏi mặt trời. Đang lúc mọi người kinh hãi, Thế Tử liền xuất hiện ở trên mặt đất của Thanh Sa Đại Mạc. Trong bão cát màu xanh gào thét, Thế Tử đưa tay trái nhấn một cái về đại địa, sa mạc lập tức nổ vang, cát chảy xoay tròn. Đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn thật sâu. Không chần chờ chút nào, Thế Tử lập tức ném Hư Thanh vào trong hố sâu. Hầu như ngay khi thân thể Hư Thanh rơi xuống đáy hố sâu, giọng nói mênh mông giống như thiên lôi của Thế Tử vang vọng. Lấy địa thổ hóa đạo thân, luyện hồn thành linh kim, giấu giếm thiên đạo bình kiếp, giáng xuống đạo lôi diệt thế. Giọng nói của Thế Tử vừa ra, các chảy bốn phía đổ vang, bao phủ Hư Thanh ở bên trong. Càng là theo Thế Tử giơ tay phải lên hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất, toàn bộ đại địa lập tức đè ép tới trên người Hư Thanh, tựa như dung hợp thành nhất thể cùng hắn. Thần thức của Hư Thanh cũng bị dẫn dắt tương dung cùng đất cát. Phương pháp này làm cho người ta cảm giác giống như Hư Thanh thoáng cái hóa thành sa mạc, lấy thân hình như thế để dẫn động thần mệnh kiếp thứ ba. Như vậy, trên phán định của thiên đạo pháp tắc, Hư Thanh chính là một phiên bản nguyên anh nhị kiếp phiên bản trước đó chưa từng có. Kể từ đó, lôi kiếp phủ xuống nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Hư Thanh, sự tồn người hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng y cũng vô cùng cưng chiều đối với người rồi. Công pháp tạo ra gì ngươi cũng đều là cân nhắc, lấy tranh né giảm thiểu mạo hiểm tai họa và hóa giải nguy cơ làm ưu tiên đệ nhất, không có cách nào nhìn thẳng, không có khi thế dùng áp lực bát phương. Phương pháp này hoàn toàn đúng là có thể cho người tự tại bình yên, có thể đúng cũng không đúng. Đời tu sĩ chúng ta cần lấy tính mạng đương đầu hết thảy, không tin trời, không do mệnh, vạn vật không thể ngăn cản, chúng sinh không thể vùi tâm, thần linh càng không thể khiến cho chúng ta khom người. Muốn làm được tất cả như vậy, không phải là ẩn núp giảm bớt mạo hiểm có thể ập đến, mà cần ngươi lần lượt lấy được cơ duyên cực hạn từ trong thời khắc sinh tử, dưỡng thành khí chất tuyệt thế cho ngươi mới được. Ngươi rõ ràng là khối tài liệu phi phàm, làm sao có thể rèn giũa bằng cách thức ôn hòa chứ? Lập tức khoanh chân thu hút mệnh kiếp.
Chương 1433, Ba Ngàn Đạo Thiên Lôi, Tịch Nam Đồ Lệnh. Màn trời sôi trào, truyền ra tiếng sấm vang vọng thiên địa, gió dục mây vần không ngừng, bầu trời xuất hiện ra từng mảnh mây đen, trọng chất càng lúc càng dày đặc, phạm vi càng lúc càng lớn. Mà gió trên Thanh Sa Đại Bạc cũng càng tràn ngập lên, âm thanh gào thét nức nở nghẹn ngào, giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Từng trận cảm giác áp lực từ trời giáng xuống, không chỉ bao phủ nơi Hứa Thanh đang ngồi, còn bao gồm toàn bộ Thanh Sa Đại Bạc này. Âm thanh nổ vang từ cửu thiên hạ xuống, hết thảy chúng sinh trong Thanh Sa Đại Bạc đều cảm thấy tim đập mạnh một cú. Toàn bộ thế lực trong thân núi, bao hàm chúng tu khổ sinh sương mạch, đều cảm thấy kinh hãi, ngay cả bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện cũng có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tình huống như thế nào? Màn trời có chút không đúng. Trần Phàm Trác khoanh chân ngồi trong chính tông môn của mình, giờ phút này cũng hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng mở mắt ra nhìn bầu trời đen nhánh, đáy lòng dâng lên từng trận bất an, y không biết đây là thế nào. Đồng dạng bất an, còn có một đạo tử đang cẩn thận dâng trà bái sư ở trước mặt một lão giả áo đen. Giờ phút này bàn tay cầm chén trà của gã cũng rung lên một chút, nước trà rơi vãi ra. Lão giả áo đen trước mặt lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc tương tự ngạc nhiên. Còn có đệ nhất cường giả tán tu Mặc Quy lão tổ bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch, lão đang khoanh chân đã tọa, nhưng trong chốc lát liền xuất hiện ở trên không trung, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi thứ đều là như thế, dù là bộ tộc thủ mạc sinh hoạt bên dưới sa mạc cũng là như vậy. Lại càng không cần phải nói tới chỗ hết thảy đầu nguồn, mọi người ở bên trong mặt trời trôi nổi giữa không trung. Ninh Viêm run rẩy, Ngô Kiếm Vu hít sâu, Lý Hữu Phỉ hoảng sợ, đội trưởng thì đứng ở nơi đó lộ ra thần sắc chờ mong, nhìn về phía dưới. Thế tử nói không sai, từ khi lão đầu tử bên đó cho rằng Tiểu Thanh là quận trưởng tương lai của Phong Hải quận, rõ ràng đã đặt yếu tố an toàn lên đầu tiên, nhưng cũng không có nghiêm trọng giống như là thế tử nói. Tiểu Thanh đang từ từ đắp nặng đạo tâm của mình, qua thêm chút năm nữa, hắn tự nhiên sẽ có đạo thuộc về sở hữu của mình mà không cần người khác đi chỉ điểm. Nhưng mà giai đoạn hiện tại đối với Tiểu Thanh mà nói, đây quả thực là chuyện tốt. Đội trưởng nghĩ tới đây, nhìn đại địa trên mặt đất, thế tử hóa thân thành lão gia gia chắp tay sau lưng, chậm rãi bay lên trên không. Mà vào lúc lão rời khỏi, bầu trời lập tức bộc phát ra tiếng nổ vang trước đó chưa từng có. Từng đạo tia chớp hình cung bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời, chạy khắp bát phương, phạm vi không ngừng biến lớn. Từ lúc mới bắt đầu ngàn trượng đạt đến vạn trượng, vẫn còn tiếp tục, cho đến cuối cùng lại bao trùm đoan nửa Thanh Sa Đại Mạc. Kỳ cảnh như thế khiến cho chúng sinh trên Thanh Sa Đại Mạc vô cùng hoảng sợ. Mà không đợi bọn họ cẩn thận nhìn kỹ, sấm sét gầm gừ gào thét như thần linh từ bát phương bạo liệt ra, vô số tiếng sấm vang rền, vô số tia chớp hình cung hội tụ thành từng đạo thiên lôi bao trùm nửa cái đại mạc, phủ xuống phạm vi lớn, bổ xuống đất cát, vô số thiên lôi không dưới 3.000 đạo. 3.000 đạo thiên lôi bổ xuống những nơi khác biệt, mà sau khi phủ xuống, trong lúc cát sỏi nổ vang, chúng đó lại cấp tốc hội tụ tới chỗ Hư Thanh ở dưới sa mạc. Tự thật giống như 3.000 lôi long đồng loạt mà đến, khi thế kinh người, đại địa bị cuốn lên, dấy lên từng đạo vết tích dài. Một màn này, sau khi đội trưởng cảm thụ, liền hít vào một hơi, đôi mắt trợn to, cho dù là y, giờ phút này cũng đều hoảng sợ la lên. Đây là muốn giết chết Tiểu Thanh đó nha! Đội trưởng kinh ngạc, nhoáng một cái muốn bay ra can thiệp, nhưng thế tử trên không trung quay đầu nhìn thoáng qua. An tâm một chút, chớ vội. Bước chân đội trưởng dừng lại, thần sắc liên tục biến ảo. Giờ phút này, 3.000 lôi vòng nổ vang thẳng đến Hứa Thanh. Thả mắt nhìn đi, mặt đất bốn phía không ngừng đổ tung, âm thanh ngập trời. 3.000 đạo thiên lôi cùng hội tụ, một tiếng nổ vang truyền khắp Thanh Sa Đại Mạc, hóa thành âm sáu cuồng bạo, đinh tai nhức óc truyền ra. Mà chỗ Hứa Thanh dưới sa mạc, các đất bốn phía đồng loạt bị nghiền nát, bỗng nhiên nổ tung bên trong âm thanh. Càng có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong mặt trời truyền ra, dẫn tới sự chú ý của đám người Ninh Viêm. Bọn họ nhìn thấy cái tên thần sứ của Hồng Nguyệt Thần Điện sau khi Hứa Thanh hấp thu còn sống, trong tích tắc này thân thể từ trong ra ngoài tràn ra lôi quang, trực tiếp liền tóa diệt, hóa thành một khối phiến gỗ hình thoi rơi xuống trên mặt đất. Gã đột ngột tử vong, không đợi mọi người kịp phản ứng, đại địa lập tức chấn động mãnh liệt, liên tục đổ vang, phạm vi ảnh hưởng khuếch tán đến ngàn dặm. Cuối cùng từ xa nhìn lại, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu ngàn dặm, chính giữa có một cổ thân hình 5 trượng cháy đen nằm ở trong đó, vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Có chút kém cỏi, 3.000 thiên lôi mới thừa nhận được mấy trăm. Thế tử lắc đầu, giơ tay phải vung lên, đưa thân hình cháy đen kia đến trước mặt, quay người trở về bên trong mặt trời. Đến mặt trời sau, Linh Nhi vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đều đỏ, bay nhanh chạy tới. Hứa Thanh ca ca. Mắt thấy toàn thân Hứa Thanh đều là thương thế, đang hấp hối, nước mắt Linh Nhi chảy xuống, ôm Hứa Thanh nhìn Thế tử. Gia gia ngài. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu đại khí không dám thở gấp, nhìn Hứa Thanh vẫn không nhúc nhích, đáy lòng phát run. Hắn không chết được. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, vừa nói xong phát hiện Linh Nhi khóc, đáy lòng của lão mềm nhũn. Đây cũng là một loại rèn luyện.
Hơn nữa, có tên thần sứ của Hồng Nguyệt thần điện kia tục kiếp, lúc hư thành ca ca của ngươi đạt đến cực hạn, đối phương sẽ tự động chia sẻ. Đội trưởng nghe vậy, nhìn nơi thần sứ tiêu tán, đáy lòng cuộn trào, thì thào trong lòng. Tịch Nam đô lĩnh. Mà Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm giờ phút này cũng hiểu rõ nguyên do của một màn vừa rồi, hai người hít vào một hơi. Hết tập 171. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.